xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước người và trông cậy vì quyền thế người cho được giữ đạo cho tròn cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. Xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa bọ. Sau đây là các nghi lễ do quý ông bà và anh chị em xin trong thánh lễ hôm nay. Một gia đình xin cầu cho linh hồn du xem với trí tài và xin cho gia đình nhạc sĩ Lê Quang Bình được bằng an. Xin cầu cho các linh hồn. Các con xin một lễ dỗ cho linh hồn du xem Ngô Văn Thê. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Teresa Nguyễn Mỹ Ngọc. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Anna dỗ 49 ngày. Xin cho các linh hồn Philippe, Francisco, Xavier, Paulo, Joan, Batista. Một gia đình xin cầu cho hai linh hồn Giuse mới qua đời tại Việt Nam và xin cho gia đình được bạc an. Chùa cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi đồ họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào. Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có nghĩa là gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ sai thai và hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David, tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Jacob và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và nay, Elizabeth, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, mà nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng những lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, tiếng Việt của chúng ta đó rất là hay. Chúng ta hãy học lấy những cái hay của tiếng Việt chúng ta. Ví dụ như là ngày xưa đó, ngày xưa thì hay dùng những cái từ này, bây giờ không biết còn dùng không? Quý vị biết cái từ mình ơi không? Dạ. Mình ơi là gì? Là vợ mình, chồng mình. Thì có người Mỹ ngồi bên cạnh hỏi: What did he say? Mình ơi, what is that? Thì tôi mới nói chứ, he say my body. Đó, tức là vợ mình đó, là my body đó. Chồng mình là my body, myself. Hay không quý vị? Quá hay đi, bởi vì cái bí tích hôn phối ràng buộc chúng ta thành một rồi. Nghĩa là tôi không còn là tôi mà là vợ tôi, chồng tôi. Rồi cái câu thứ hai là nhà tôi đâu. Cái người Mỹ, người không hiểu tiếng Việt nói: What did he say? He say my house. Hello my house. Thưa quý bạn chị em, Đức Mẹ là my house của Thiên Chúa. Trong bài đọc một hôm nay và bài phúc âm, có thể nói rằng Đức Mẹ là my house của Thiên Chúa, là bởi vì Chúa ở cùng Đức Mẹ. Chúng ta có cái câu trong kinh cầu Đức Bà đó, có câu gì? Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa cầu cho chúng con. Hòm bia là gì? Có phải là hòm bia là cái thùng bia để uống không? Không phải. Tiếng Việt mình dịch ra là hòm bia, nôm na nó là cái két đựng gia tài, cái két đựng của cái. Thì
người Do Thái đó đã có một cái hòm, nó giống cái hòm nhưng mà nó là cái thùng bằng vàng, bằng đồng rất là đẹp để mời Giê-ra Đức Chúa Trời vô đó. Cho nên gọi là hòm bia Thiên Chúa là cái gì quý giá nhất mà người Do Thái tôn thờ, bởi vì trong đó chứa đựng mười giới răn Đức Chúa Trời, trong đó chứa đựng lời của Thiên Chúa. Thì điều đó đã được tin báo rằng Đức Bà Maria chính là hòm bia đích thực của Thiên Chúa, bởi vì Đức Mẹ sẽ là nơi kêu mang con Thiên Chúa trong lòng. Và đặc biệt là Đức Mẹ là người nghe và suy gẫm lời Thiên Chúa đến mức độ mà Đức Mẹ trở thành nhà tôi, my house của Thiên Chúa. Thưa quý bạn chị em, chúng ta biết vào thời của Đức Mẹ đó, vào thời của Đức Mẹ thì người Do Thái trông chờ đấng cứu thế sinh ra, và họ cũng đã từng được nghe cái câu này: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và hà sinh một con trai, người ta sẽ đặt con trẻ là Emmanuel. Thưa quý bạn chị em, Đức Mẹ là người say mê Kinh Thánh, say mê lời Chúa, cho nên Đức Mẹ hiểu liền cái tư tưởng đó. Chúng ta biết sau khi Đức Mẹ được truyền tin, Đức Mẹ vui mừng quá, Đức Mẹ cất lên cái bài gì? Linh hồn tôi tung hô Chúa ý à, thần chí tôi mừng vui vời vời trong đấng chiều của tôi. Rồi, cứ vậy được rồi, đủ rồi. Thưa quý bạn chị em, cái kinh Magnificat là cái kinh wonderful, magnificent. Magnificat nghĩa là magnificent, nghĩa là wonderful, tuyệt vời, excellent. Tại sao nó tuyệt vời? Là tại vì Đức Mẹ Maria dùng những câu kinh thánh của thời Cựu Ước, như là tiên tri Isaiah, như là Thánh Vinh, để chấp thành cái bài hát. Đức Mẹ dùng những câu kinh thánh mà Đức Mẹ hằng thuộc nằm lòng, để rồi trong cái ơn của Chúa mà Đức Mẹ quá vui mừng, Đức Mẹ cất lên cái bài hát đó. Giống như ai mà sáng tác bài hát đó, đôi khi tôi cũng biết bài hát, lúc nào mình vui quá, mình mừng quá, mình sướng quá, mình ngồi xuống, mình viết thành một bài hát. Nhưng mà là người công giáo, là một linh mục, thì ngồi xuống nghĩ lại những câu kinh thánh hay nhất để viết ra cái bài hát đó. Thưa quý mấy chị em, vậy thì cái bài học chúng ta hôm nay học đầu tiên đó là hãy chú tâm vào lời Chúa, hãy lắng nghe lời kinh thánh, để rồi chúng ta có niềm vui giống Đức Mẹ Maria. Thường thường á, chúng ta mong muốn điều gì thưa quý bà chị em? Quý bà chị em thường thường mong muốn điều gì đến nhà thờ? Lạy Chúa xin cho con được khỏi bệnh, đúng không? Lạy Chúa xin cho con được bớt nghèo. Lạy Chúa xin cho con được bớt khổ. Lạy Chúa xin cho con được cái này, bớt cái kia, đúng không thưa quý bà chị em? Vì đời nó nhiều đau khổ quá. Nhưng mà hãy noi gương Đức Mẹ để có một niềm vui ơn cứu độ, niềm vui được Chúa ở cùng. Chúng ta phải tập cho chúng ta có được cái niềm vui ơn cứu độ, niềm vui được Chúa ở cùng. Bởi vì sức khỏe rồi sẽ yếu đi, giàu có rồi sẽ mất đi, rồi những cái sự tiếng tăm, rồi được nhiều cái may lành ở đời nó sẽ mất đi. Nhưng mà cái niềm vui được Chúa đến và ở cùng chúng ta, và chúng ta trở thành nhà tôi của Thiên Chúa, chúng ta trở thành my body của Thiên Chúa. Thưa quý bạn chị em, chúng ta được rước Chúa này, tí nữa chúng ta được rước Chúa đó. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu sinh ra là người hy sinh chịu chết qua cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta có được một Chúa Giêsu, chúng ta không những chỉ được nghe lời của Ngài, mà tí nữa chúng ta được rước mình máu thánh Ngài, thì chúng ta trở thành căn nhà của Chúa rồi. Xin Chúa cho chúng ta có được cái sự niềm vui tinh thần đó, có Chúa ở cùng là có tất cả. Bởi vì những người giàu có, thành công và đạt được nhiều sự ở đời, khỏe mạnh, nhưng nếu không có Chúa thì chúng ta không biết rằng cuộc sống của họ, cái niềm vui nó cỡ nào, nó làm sao. Nhưng mà niềm vui của người Kitô hữu giống như là niềm vui của Đức Mẹ và các thánh, phải là niềm vui Chúa sinh ra ở cùng tôi, Chúa đến để hy sinh chịu chết cho tôi, và Chúa trở nên của ăn nuôi dưỡng thân xác và nhất là linh hồn tôi, dù cho sống dù chết tôi được về với Chúa. Chúng ta phải có niềm vui đó thưa quý bạn chị em. Hồi nãy cái câu Alleluia là gì? Alleluia, Alleluia, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Cái bản dịch chính xác hơn nó là thế này: này tôi là tôi tớ Chúa, nguyện cho lời Chúa được thực hiện nơi tôi. Đối với người Do Thái á, con xin vâng theo lời Chúa, hoặc là xin cho lời Chúa được thực hiện nơi con, cùng một ý nghĩa. Nhưng mà cái ý nghĩa là
xin cho lời Chúa được thực hiện lời con nó hay hơn, nó đúng hơn. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta nói này, Chúa con xin vâng, nhưng mà nó khó quá, con xin thôi. Hiểu không? Ví dụ hôm nay nó dễ thì mình xin vâng, ngày mai lời của Chúa khó quá thì mình không có xin vâng nữa. Nhưng nếu mình nói giống Đức Mẹ, này tôi là tôi tớ Chúa, nguyện cho lời Chúa được áp dụng, được thực hiện nơi con, thì dù sướng khổ, dù vui buồn, dù khó khăn, lời Chúa hãy thực hiện nơi con. Thưa quý bà chị em, xin Chúa cho chúng ta tập nói câu giống Đức Mẹ. Này tôi là tôi tớ Chúa, thực sự ra chúng ta là con chứ không phải là tôi tớ. Này tôi là con của Chúa, xin Chúa thực hiện lời Chúa nơi con. Thì Chúa đang thực hiện một điều cho chúng ta đó, Chúa giáng sinh cho chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa đến cứu giúp chúng ta, Chúa nuôi chúng ta. Để dù cho khó khăn đau khổ, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh và nhiều khó khăn này, chúng ta vẫn có được một niềm vui giống Đức Mẹ, đó là hãy tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đến cứu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được có niềm vui ơn cứu độ. Xin cho con niềm vui ơn cứu độ là niềm vui lớn nhất. Chúng ta cùng với Đức Mẹ để chia sẻ cái niềm vui đó. Anh chị em cùng đứng. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Jesus Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã nhập thể làm người qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, đã hy sinh chịu chết sống lại và lên trời đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin phép thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống đời đời không? Thưa tình. Còn đức tin công giáo mà chúng ta hằng hánh diện tuyên xưng nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Ở đây trong tâm tình của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Chúa sắp đến rồi, Maranatha, xin Chúa hãy đến và lắng nghe lời chúng con cầu nguyện hôm nay. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì phước quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, để ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Con đang kiếm tìm nên đưa con thăm. Con đau thương mình, miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào, tình yêu sẽ đắm đầy cho trái tim này ngày bất ngờ. Let us pray. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh, càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng, mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Nhà tôi đâu? Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là nhà tôi của Chúa đâu? Đây, we are the house of God, rước Chúa rồi. Hãy có niềm vui được Chúa ở cùng nhé, quý bà chị em. Và trong tuần này này, cái chữ Maranatha quan trọng lắm. Hát tí ha. Maranatha, ngài đến, ngài đến mau đi. Chân dắt trong ngóng, ngài đến biên phòng. An lòng cứ tha, đi nơi tội lỗi. Maranatha, ngài đến cao đó, ngài ơi qua đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Maranatha, Chúa ơi đến với chúng con để cho chúng con có được niềm vui trọn vẹn. Chứ cuộc đời này không bao giờ có niềm vui trọn vẹn được. Amen. Vâng, chúng ta chương trình lễ Giáng sinh nhiều lắm, không nhớ để thông báo. Chúng ta chụp hình để nhắc nhớ nhau ha. Chương trình lễ Giáng sinh nhiều lễ lắm, cũng như là lễ đầu năm. Vâng, sau lễ quý vị ghé chợ cho nó vui thêm tí nữa nha. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa. Chuẩn bị đi qua nhà chị Tha ăn sinh nhật. Happy birthday Thanh Thao. Happy birthday chị Tha. Tui lên. See you later. Oh, bye already. See you later. Bye. Bye. Chúc gặp. Rồi, thấm lễ đã xong. À, hôm nay cha giảng rất là vui và hay. Lúc nào tâm cũng mất hồn. Ok, thôi bye bye mọi người nha. Bây giờ chuẩn bị về để đi qua nhà chị Thao ăn sinh nhật. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.